Khi Philadelphia 76ers tiếp đón Phoenix Suns, hẳn không ít người hâm mộ đã mường tượng ra một cuộc đối đầu hấp dẫn, căng thẳng và đầy thú vị. Sixers đang là đội bóng sở hữu thành tích sân nhà tốt thứ hai tại NBA mùa giải năm nay, chỉ kém mỗi Utah Jazz. Trong khi ấy, Phoenix Suns lại là đội bóng có thành tích thi đấu trên sân khách xuất sắc nhất NBA mùa này. Và cuộc đọ sức giữa đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng miền Đông với đội nhì bảng miền Tây đã không phải làm người hâm mộ thất vọng, với đầy đủ những cung bậc cảm xúc khiến khán giả hồi hộp. Trận đấu này kết thúc bằng một cú ném điên rồ của Joel Embiid, có thể khiến người ta nhắc về nó suốt một thời gian dài. Nhưng trước khi đến với pha bóng này, chúng ta sẽ đi qua những diễn biến của trận đấu để hiểu được tại sao ngôi sao người Cameroon phải tung ra cú ném ấy. Sau khi để thua Golden State Warriors cách đây ít ngày, Sixers tiếp tục thi đấu trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự. Cầu thủ All-Star Ben Simmons có trận thứ 2 liên tiếp không thể thi đấu vì bị ốm. Tobias Harris nghỉ thi đấu trận thứ 3 liên tục vì chấn thương đầu gối. Bộ đôi này chào đón Seth Curry nhập hội với một chấn thương ở hông. Cơ hội ra sân của họ ở hai trận đấu quan trọng sắp tới gặp Milwaukee Bucks vẫn còn bỏ ngỏ. Còn ở trận đấu này, huấn luyện viên Doc Rivers buộc phải hài lòng với những cái tên thay thế bao gồm Shake Milton, Furkan Korkmaz và Matisse Thybulle. Thiếu đi quá nửa đội hình chính, nhưng đội chủ nhà vẫn quyết tâm giành chiến thắng trước đối thủ đã thắng ở 12 trong 14 trận đấu gần nhất. Huấn luyện viên Doc Rivers khẳng định: "Chúng tôi thiếu vắng rất nhiều trụ cột, nhưng không thể có chuyện cao thủ thi đấu thiếu quyết tâm. Chúng tôi khát khao giành thắng lợi trong mọi trận đấu." Khát khao ấy không chỉ tới từ tinh thần của cao thủ, mà còn là yếu tố bắt buộc nếu Philadelphia 76ers muốn độc chiếm ngôi đầu của miền Đông. Vị trí số 1 của họ đang bị Brooklyn Nets và dàn sao hàng chục triệu đô la tấn công dữ dội. Hơn nữa, nếu kết thúc mùa giải chính ở vị trí số 1, chắc chắn Sixers sẽ có được lợi thế sân nhà tại vòng playoff, ít nhất là cho tới hết trận chung kết miền. Với đội bóng thi đấu sân nhà tốt hàng đầu NBA trong mùa giải này cũng như vài năm trở lại đây, chắc chắn thầy trò Doc Rivers không muốn đánh rơi lợi thế này. Quyết tâm ấy được khẳng định bằng màn nhập cuộc ấn tượng của đội chủ nhà khi họ lên điểm với chuỗi 15 năm. Cho dù thiếu đi rất nhiều ngôi sao, nhưng Philadelphia 76ers vẫn còn đó ngôi sao sáng nhất, Joel Embiid. Cầu thủ người Cameroon nhanh chóng ghi 9 điểm trong vỏn vẹn 5 phút, giúp thầy trò Doc Rivers nhanh chóng vươn lên dẫn trước với tỷ số 15 năm và buộc Phoenix Suns phải sớm gọi hội ý. Dẫu vậy, lần hội ý này cũng giúp các thủ đội khách lấy lại sự tự tin để thực hiện những cú ném xa. 3 pha dứt điểm liên tiếp từ ngoài vạch 3 điểm giúp Suns cân bằng tỷ số. 2 trong số 3 cú ném đó thuộc về Mikhail Bridges, cầu thủ từng có rất nhiều duyên nợ với Sixers. Anh từng có 2 lần vô địch NCAA cùng Villanova, trường đại học có trụ sở tại bang Philadelphia. Mẹ của anh từng làm việc cho công ty mẹ của đội bóng 76ers, và Bridges được chính đội bóng này lựa chọn ở lượt thứ 10 của kỳ NBA Draft năm 2018. Tuy nhiên, ngay lập tức anh bị đẩy sang Phoenix Suns vì ban lãnh đạo Philadelphia 76ers tin rằng cái tên đi theo chiều ngược lại có tiềm năng lớn hơn. Giờ đây, cầu thủ kia không thể trụ lại tại NBA chỉ sau 13 trận đấu. Còn Bridges trở thành một quân bài chiến lược của Suns trong mùa giải họ trở lại với vòng playoff sau hơn một thập kỷ vắng bóng. Trận này, Bridges ghi tới 18 điểm vào rổ của đội bóng cũ. Nhưng Mikhail Bridges chỉ là một vai phụ trong cuộc đọ sức giữa hai ông lớn NBA ở thời điểm hiện tại. Một trận đấu tầm cỡ còn có sự tỏa sáng của những ngôi sao lớn, và Embiid xứng đáng là nhân vật chính trong cuộc đọ sức sáng này. Cầu thủ người Cameroon nguội tay ở cuối hiệp 1 với 3 quả ném hụt liên tiếp, nhưng bù vào đó là những tình huống buộc đối thủ phải phạm lỗi. Tính riêng trong 2 hiệp đầu, ngôi sao 27 tuổi được trọng tài cho bước lên vạch ném phạt những 5 lần. Những va chạm với Embiid khiến bộ đôi trụ cột của Phoenix Suns là Devin Booker và DeAndre Ayton gặp rắc rối với một số lỗi cá nhân và bị huấn luyện viên cho ngồi dự bị trong phần lớn thời gian của hiệp 2 để giữ lỗi. Tuy nhiên, đội chủ nhà không tận dụng được ưu thế ấy khi đối thủ có Chris Paul. Trong ngày các tay ném của đội khách không đạt phong độ quá cao, lão tướng 35 tuổi còn càng đáng thêm cả khâu ghi điểm với 10 điểm trong nửa đầu trận đấu, nhiều nhất trong cả đội Phoenix Suns. Bước sang hiệp 3, anh bật chế độ Paul George và chiếm lấy sân khấu cho riêng bản thân khi ghi 7 trong 9 điểm đầu tiên của Suns, giúp đội nhà vươn lên dẫn trước với khoảng cách 5 điểm và khiến cho Philadelphia 76ers buộc phải gọi hội ý. Đội khách thể hiện tinh thần phòng ngự vô cùng tích cực và điều đó ngăn các tay ném của Philadelphia 76ers tận dụng lợi thế sân nhà. Dẫu vậy, những vệ tinh xung quanh Chris Paul lại không làm tốt ở đầu sân bên kia, đặc biệt là ngôi sao Devin Booker. Cầu thủ mang áo số 1 cả trận không ném chính xác quả 3 điểm nào và hụt gần 2/3 tổng số pha dứt điểm ở trận đấu này. Điều đó khiến Suns không thể bứt phá quá xa. Bước ngoặt của trận đấu đến ở giai đoạn cuối hiệp 3 khi Joel Embiid bị đau sau khi va đầu gối xuống mặt sân. Anh bước đi tập tễnh ra băng ghế dự bị, khiến người hâm mộ nhớ lại cơn ám ảnh về chấn thương đầu gối của ngôi sao này cách đây 1 tháng. Pha tiếp đất không tốt khiến ngôi sao người Cameroon phải nghỉ thi đấu tới 18 trận. Embiid là một cầu thủ mẫn cảm với chấn thương. Anh từng phải nghỉ thi đấu tới 2 mùa giải sau khi được draft vì lý do này.
không quá khó hiểu khi huấn luyện viên Doc River tỏ ra cẩn trọng với cậu học trò ngôi sao khi bắt anh phải ngồi ngoài tới gần 10 phút thi đấu, chỉ trở lại sân khi hiệp 4 còn khoảng một nửa thời gian. Sixer đang khủng hoảng trầm trọng về mặt lực lượng và sự vắng mặt của Joel Embiid trong quãng thời gian quan trọng cuối mùa giải sẽ càng khiến cho tham vọng đứng đầu miền đông của Philly trở nên xa vời. Sixer tận dụng rất tốt khoảng thời gian Embiid ngồi ngoài để vươn lên dẫn điểm. Chris Paul tiếp tục phong độ chói sáng với hai cú ném 3 điểm liên tiếp giúp đội nhà vươn lên dẫn 85-81 ở đầu hiệp 4. Sau đó tới lượt Javon Carter gây bất ngờ với 3 cú ném xa chính xác chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút giúp Phoenix Suns tạo ra cách biệt 7 điểm so với đội chủ nhà. Khi ngôi sao người Cameroon trở lại sân đấu, anh không hề suy giảm phong độ chút nào. Ngôi sao 27 tuổi liên tục ghi điểm để rút ngắn khoảng cách. Tuy nhiên, anh gần như lực bất tòng tâm khi Sun liên tục ném chắc tay ở khoảng thời gian cuối trận. Devin Booker sau khi nguội tay trong cả trận lại chói sáng ở những pha bóng quyết định. Cú ném xa vào thời điểm trận đấu còn 2 phút của anh giúp Sixer tạo ra cách biệt 9 điểm. Sau đó không lâu, pha đi bóng ném rổ fadeaway của anh nâng tỷ số lên 113-107 cho đội khách khi trận đấu chỉ còn vỏn vẹn 15 giây. Tới thời điểm này, có lẽ nhiều người hâm mộ tưởng rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay của các vị khách. Nhưng Sixer không nghĩ như vậy. Liên tiếp những cú ném xa của Joel Embiid và Furkan Korkmaz giúp Sixer rút ngắn cách biệt còn 2 điểm khi trận đấu còn 0,8 giây. Họ phạm lỗi với Chris Paul với hy vọng cầu thủ này sẽ ném trượt ít nhất một trong hai quả ném phạt tiếp theo để giữ hy vọng chiến thắng ở lại với Philadelphia. Và điều đó đã thực sự xảy ra ở quả ném phạt thứ hai. Bất chấp việc lão tướng 35 tuổi đạt hiệu suất ném phạt lên đến 93% ở mùa giải năm nay, quả bóng bật ra đến chỗ Joel Embiid và cầu thủ người Cameroon không tốn một chút thời gian nào thực hiện ngay một cú ném từ khoảng cách lên đến gần 26m. Bóng đập vào chính giữa bảng rổ và rơi xuống mép trong vành rổ nhưng lại vọt ra ngoài chứ không rơi xuống. Thay vì bước vào hiệp phụ, Philadelphia 76ers chấp nhận thất bại với tỷ số 113-116 với một cái kết đau tìm. Joel Embiid ghi 38 điểm và 17 rebound nhưng rốt cục cũng không thể đem về những chiến thắng cho Sixers. Sau cú ném ấy, anh gục xuống đất, hai tay ôm đầu đầy tiếc nuối. Trong buổi họp báo sau trận, anh bày tỏ cảm giác của mình vào thời điểm ấy. Khi ném bóng, tôi thấy đường đi rất tốt, suýt chút nữa bóng đã vào rổ. Thật tiếc là bóng đã đập vào trong rồi lại còn nảy ra ngoài. Trận đấu ngày hôm nay không có gì tích cực cả. Toàn đội đã mắc nhiều sai lầm. Chúng tôi cần quên đi thất bại ngày hôm nay và hướng tới những trận đấu tiếp theo. Nếu pha bóng ấy đi vào rổ, có lẽ toàn bộ đội bóng Phoenix Suns sẽ bị ám ảnh trong một thời gian. Huấn luyện viên Monty Williams không thể giấu được sự kinh ngạc. Tôi không biết phải nói gì về cú ném ấy nữa. Nếu như quả bóng đi vào rổ, tất cả chúng tôi sẽ có một đêm khó ngủ và chuyến bay tới hẳn sẽ là rất dài. Joel Embiid có một buổi tối điên rồ và chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn cậu ấy. Nhưng làm sao mà có thể ngăn cản hết những cú dứt điểm khó tin như vậy? Không phải ngẫu nhiên mà Embiid là một trong những ứng cử viên MVP đâu. Thất bại trước Phoenix Suns khiến Philadelphia 76ers bị Brooklyn Nets thu hẹp khoảng cách xuống còn 0,5 game và cuộc đua tới ngôi đầu miền đông chắc chắn vẫn còn hết sức nóng bỏng. Một mình Joel Embiid là không đủ để Sixers giành chiến thắng trong những trận cầu đình như thế này. Trước mắt thầy trò Doc Rivers sẽ là hai trận đấu cực kỳ quan trọng với Milwaukee Bucks và hẳn người hâm mộ Philadelphia đang cầu mong những ngôi sao lớn của họ có thể kịp bình phục trước cuộc đại chiến này. Như tôi đã hứa, đã có những điều mới mẻ xuất hiện trên các hệ thống kênh YouTube của bình luận viên Anh Quân và có lẽ là các bạn cũng đã cảm nhận rõ điều đó. Hãy ấn subscribe, ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một video nào, bất cứ một câu chuyện nào mà tôi kể dành cho các bạn mỗi ngày. Cảm ơn đã luôn ủng hộ kênh YouTube của bình luận viên Anh Quân.